Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Trước máy quay chúng ta đang được tham khảo và trải nghiệm lại cặp loa P-Wave siêu khủng long nhất hãng đến từ Mỹ với model BW118, sở hữu trang bị tới bát súp 50. Đây là một trong những model sở hữu chất âm nghe nhạc cực kỳ là tuyệt vời và đồng thời cũng là một model sở hữu chất âm karaoke chuyên nghiệp mà hoàn toàn chúng ta sẽ không tốn kém về phần phối ghép và cũng chẳng phải tốn kém các cái loa phụ họa theo hoặc là súp và trầm. Với uy lực dư thừa, đặc trưng của dòng P-Wave, bát súp nên đã lên tới 50, mang lại cho giải trầm thả mềm và sâu thẳm tới lòng đất. Kết hợp với trung kèn lớn và chắc kèn tai voi trên cặp loa này, chúng ta sẽ thấy được rằng đây là một trong những model thể hiện chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị cùng tham khảo và cùng trải nghiệm lại cấu hình và chất âm của một model siêu khủng nhất hãng có trọng lượng nặng tới 1 tạ 2 chiếc máy quay, được đóng bằng thùng gỗ sồi và phủ hạt nhựa composite siêu bền. Mời quý vị và anh em chúng ta cùng tham khảo và cùng trải nghiệm tiếp. Siêu bền, chúng ta cùng quan sát ở cự ly gần nhất, rất đẹp và rất là sang trọng. Thùng của nó là thùng gỗ nên là chúng ta có thể mang được mọi vị trí cho các không gian ngoài trời, từ nhà hàng, quán bar hay vũ trường hay là không gian ngoài trời, rất là tuyệt vời. Gỗ đã bản chất đã là rất là bền, so sánh với các dòng bột gỗ hay là dăm gỗ MDF thì với các dòng thùng loa này thì được thiết kế là bậc nhất trong các dòng thùng loa. Và với phong cách được thể hiện bởi màu tím tím đen, chúng ta đang được thấy chiếc máy quay của cặp P-Wave BW118 với chiều cao 1m, chúng ta có thể thấy được rằng nó có trọng lượng nặng tới 1 tạ 2, 120 kg, cao 1m, ngang 68 và hậu của nó sâu tới 50 cm trên cặp loa này, với công suất sở hữu ở ngưỡng 1400W trung bình cho cặp P-Wave BW118, chạy theo chế độ phân tần mặc định tự động và được trang bị cổng in cổng out phía sau lưng. Phía mặt trước của model này được thiết kế một bát súp đường kính miệng của nó là 50 cm, nòng loa rất sâu và chúng ta quan sát kỹ nguyên cái bộ gân chữ dầu của nó rất là mềm. Đó, nó không giống như là các dòng loa phun thông thường mà ngược lại nó rất là mềm. Mềm và nòng loa sâu, đường kính tiếp diện mặt loa lớn 50, xương đúc và nó có cái lam châm từ 7 màu lớn tới 20 trên 20 cm. Với cái thùng cao 1m, ngang 68, hậu sâu 50. Hai ống hơi thở về phía mặt trước dưới chân mang lại cho giải trầm của cặp P-Wave BW118 này xuống rất sâu và rất mềm mại, hoàn toàn sẽ không có khái niệm là bị tức ngực hay là bị nông tiếng, bị khô tiếng. Đây là ưu điểm đầu tiên và đồng thời nó rất là dễ phối ghép âm ni. Về phần bên trên của cặp P-Wave này được thiết kế một quả trung kèn đường kính miệng của nó tới 40 cm và nó được trang bị cái củ lam châm từ rất lớn. Trung kèn lớn bao giờ cho lời hát và tiếng nhạc cụ thể hiện cũng rất là tuyệt vời. Và đồng thời phía trên cùng là một quả chắc kèn tai voi với đường kính vuông 15 cm, nó có cái lam châm từ xít xoát bằng mặt loa, rất gấu, không thể gấu hơn. Như vậy về sơ bộ chúng ta có thể thấy được rằng model BW118 có xuất xứ đến từ Mỹ, một trong những cặp loa cực kỳ là tuyệt vời và hình thức cũng rất là đẹp. Chúng ta quan sát đây là phần logo về phía mặt trước đó,
chữ lỗi đến từ USA BV Dup model V BV Dup 118, nặng 1 tạ 2, cao 1m, ngang 68, sâu 50, bát siêu trầm, trung kèn và check kèn, công suất 1.400W ở ngưỡng trung bình. Chúng ta có thể chơi trong mọi không gian phòng khách từ 50, 100, vài trăm mét vuông cho tới các nhà hàng, quán bar hay vũ trường. Nguyên với một cặp loa, chúng ta có thể thấy được rằng uy lực mà cặp loa này đã thể hiện với chất âm cực kỳ là tuyệt vời cho cặp PV BV Dup 118 đến từ Mỹ. Một cặp loa có trọng lượng to lớn và nặng khủng hoảng trong phân khúc tầm giá không quá đắt đỏ như Bose hay JBL. Chúng ta sẽ thấy được rằng nó có vẻ sang trọng rất đẹp. Phía bên hông là hai cái tay cầm với logo PV và được làm bằng hợp kim rất là chắc chắn. Phía sau lưng được trang bị jack 6.5. Tem cờ của nó vẫn còn đầy đủ. Chúng ta quan sát lại một lần nữa. PV model 118 BV Dup được thiết kế các chế độ đánh cho cổng vào. Tôi đang cắm vào jack 6.5. Ở đây chúng ta thấy rằng nó trang bị jack 6.5 ni cho in và đường out kết nối nai sang một loa khác. Và đồng thời nó còn trang bị luôn cả chế độ đánh riêng biệt cho giải trầm cũng như là giải trung âm và giải check. Trở kháng 8 ohm, công suất cho cặp loa này ở ngưỡng trung bình lên tới 1.400W và nó có công suất 700W trên một loa. Đến từ USA, các tem cờ và số series của nó còn đầy đủ. Đây là một cặp loa được sưu tầm còn rất mới. Quý vị có thể thấy rằng ngay cả phía sau lưng của nó cũng còn rất là mới. Như vậy, về tổng thể chúng ta đã thấy rõ được cấu hình của cặp loa tôi đang giới thiệu trước máy quay. Một model có thể đảm nhiệm được các phong cách nhạc từ nhạc vàng, nhạc trữ tình hay nhạc bolero. Nó thể hiện mềm mại rất là tuyệt vời, và tới nhạc sàn, nhạc trẻ hay nhạc remix. Và với karaoke chuyên nghiệp thì có lẽ rằng tôi không có điều gì để giới thiệu thêm. Cấu hình này thì chúng ta đã được thấy rõ. Với chất âm cũng như cấu hình mà tôi đã giới thiệu rất là chi tiết trước máy quay của cặp PV model BV Dup 118 đến từ Mỹ. Công suất 1.400 trên trọng lượng 120kg. Chúng ta có thể chơi được đa dạng các phong cách nhạc và mọi không gian. Không tốn kém về phần phối ghép, không phải tính toán để lựa chọn về phần âm ni. Và đồng thời nó chơi được đa dạng các phong cách nhạc, hoàn toàn rất là xứng đáng trong phân khúc tầm giá. Quý vị và anh em quan tâm có thể đăng ký kênh theo dõi và ủng hộ kênh để đáp lại lòng mong mỏi của toàn thể anh em. Thì tôi sẽ cập nhật liên tục còn rất nhiều những tuyệt phẩm loa từ các thương hiệu lớn trên thế giới và sẽ liên tục được đăng tải trên kênh của Toàn Audio Lâm Định 0966866552. Rất chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và của anh em trên toàn quốc với kênh của mình. Và bây giờ chúng ta lại cùng quay trở lại với chủ đề chính. Quý vị lại cùng thưởng thức những giai điệu nhạc quen thuộc mà tôi hay thường test trên kênh để chúng ta lại thấy được sự thể hiện mạnh mẽ và chi tiết của cặp PV BV Dup 118 đến từ USA.